Yo, what's up mấy bạn, đã trở lại với vlog của Trung. Thì bữa giờ là Trung đi làm thì không có làm vlog đều cho mấy bạn xem được. Thì bữa nay là có một cái vlog cũ mà Trung đã có quay trong tháng này, và bây giờ Trung edit, có mấy có thời gian Trung edit. Thì bữa nay sẽ là cái ngày vai tiếp theo, là cái phase thứ hai của cái giáo án FST7 Vic and Rip, là Trung sẽ tập ở trong trường. Tại vì do là hôm bữa là Trung vô tập với lại thằng em Trung ở trong trường ha, nó cũng học ở trong luôn. Thì vô tập với, tại vì Trung với nó là đang tập trung giáo án nên thành ra là mới đi vô trường tập. Okay, thì bài đầu tiên nó là chúng ta sẽ chơi bài Salador Race với lại kết hợp với lại Superset với lại là cái bài Fun Race, mà cái cable mà chúng ta tập, mấy bạn thấy như Trung vừa tập á. Ok, thì cái bài fly này nó có một cái đặc điểm, nó có một cái chút lưu ý ở cái bài fly này, đó là khi chúng ta race lên thì khi chúng ta đi 5 cái á, đi 5 cái đầu tiên á, thì chúng ta sẽ giữ lại một bên, nên mình sẽ áp dụng ISO hold vào, và chúng ta sẽ tiếp tục là giữ bên này nhưng mà bên kia đi 3 cái, sau đó giữ bên này bên kia đi 3 cái, và như vậy 2 lần ha. Mình sẽ thấy như vậy lặp lại 2 lần. Và sau đó chúng ta sẽ đổi qua chúng ta superset với lại cái bài front cable race, front race này với lại cái đó. Thì cái này lưu ý cho mấy bạn một chút, đó là chúng ta nên đứng đổ người tới phía trước một chút ha. Hơi lean cái người chúng ta tới phía trước một chút, thì như vậy khi chúng ta hất cái tay lên thì nó sẽ vào vai trước rất là tốt. Và nhớ mở cái hai cái cổ tay chúng ta ra, đừng có chụm nó vào ha. Là như vậy nó sẽ vào vai trước. Và mấy bạn nhớ, nếu như là mấy bạn còn khỏe thì mấy bạn sẽ thêm cho chung 5 cái partial rep vào cuối của mỗi set. Thì cái này là mấy bạn sẽ thấy một cái điều rất là lạ, là tại sao FST7 Trung lại bỏ lên đầu tiên. Thì đó là mục đích của giáo án. Thì những cái bạn nào mới á, thì Trung nghĩ cái phase thứ hai này nó không có phù hợp lắm, bởi vì là khi chúng ta chơi FST7 xong á, thì nó thì cơ thể chúng ta nó sẽ không còn có sức mà chơi nặng ở những cái bài phía sau nữa. Đó là những bạn mới tập ha. Còn những bạn mà tập advanced, intermediate, là kiểu như tập lâu rồi á, mà đã quen với FST7 rồi á, thì chúng ta sẽ tập được cái dạng này ha. Dạng mà FST7 chúng ta tập bỏ lên đầu tiên á, thì chúng muốn lưu ý với bạn chỗ đó ở trong cái giáo án mới này ha. Ở trong cái phase thứ hai của cái giáo án Big Rip, mấy bạn nhớ cẩn thận giúp Trung ha. Tại vì chơi xong cái bài này rồi, da chúng ta nó gần như nó burn, nó bị đốt cháy hoàn toàn luôn á, nên thành ra là tập những bài sau những người mới sẽ không tập được, còn những người cũ á thì sẽ tập rất là bình thường ha. Như chung là Trung đã quá quen với FST7 rồi, nên thành ra là Trung tập cái FST7 đầu tiên á thì nó cũng không ảnh hưởng gì mấy ha. Ok, ok, qua bài thứ hai, đó là cái bài Schmidt Machine Shoulder Press. Mình sẽ đi 4 set 8-10 rep ha. Thì đa phần qua cái phase này là đa phần là 4 set 8-10 rep. Thì mấy bạn tập ở phase thứ nhất thì là 4 set 5-8 rep, mình đi heavy, nó đi nặng. Còn qua đây là chúng ta sẽ đi vừa tạ nhưng mà tập vào cái hypertrophy phase, nghĩa là chúng ta sẽ đi nhiều rep hơn một chút đó ha. Thì ở cái bài này là do khi dai chúng ta đã mỏi rồi đó, mà chúng ta đứng military press coi như là rất là ác mộng, nên là chúng sẽ đổi cái bài này qua là Smith Machine Shoulder Press ha. Nghĩa là chúng ta sẽ được ngồi và chúng ta sẽ được fix cái form chúng ta nó cố định lại bởi chúng ta xài cái Smith Machine, và chúng ta đẩy cái vai trước nó sẽ hiệu quả hơn và cảm nhận nó tốt hơn ha. Tại vì cái bài đầu tiên này nếp chúng ta bơm máu vào vai rất là nhiều rồi, nghĩa là khi chúng ta tập bài này chúng ta sẽ thấy nó rất là vào ha. Trung cũng muốn lưu ý lại một lần nữa là cái phase thứ hai này đối với những cái người bạn nào mà mới làm quen với FST7, Trung nghĩ là không nên áp dụng ha. Không nên tập cái phase thứ hai này, các bạn nên quay lại phase 1 và chúng ta làm quen, hoặc là chúng ta có thể quay vô cái playlist của Trung và có cái FST7 program version 1, version 2 ở trong, chúng ta làm quen dần ha. Thì mấy bạn có thể tập cái giáo án đó trước, và chúng ta sẽ tập những cái giáo án như Shredded with Jeremy, Big and Rip này là sau những cái giáo án đó ha, để chúng ta làm quen được rồi. Vì cái giáo án này rất là dễ gây ra overload, overtraining này nọ ha, là chúng ta tập quá đó thì rất là nguy hiểm với lại những người bạn nào mới. Thì chúng muốn lưu ý với bạn một chút vậy ha. Ok, thì đây là set thứ tư của cái bài đó. Nhớ là đừng có đi nhẹ ha, mặc dù là nhiều rep nhưng chúng ta vẫn đi nặng một chút ha. Ok, qua bài thứ ba, đó là cái bài Redel Cable Fly Seated ha. Có nghĩa là chúng ta sẽ, mấy bạn nào ngồi cũng được, nhưng mà chúng nghĩ bài này chúng ta nên đứng và dùng cái cây hai cái dây cáp á, mà ở cái máy ép ngực á, ở cái máy ép ngực chúng ta hạ xuống dưới, và chúng ta sẽ fly lên giống như Trung đang làm.
như vậy nó sẽ vào vai sao ha. Đó, các bạn sẽ kéo chéo qua như vậy thì nó sẽ vào vai sao rất là nhiều. Chúng ta cùng 4 sẽ 8 đến 10 đánh 10 rep, ok. Nhớ là đứng thấp người một chút ha. Và bạn thằng em của Trung là tên là Bảo, nó đứng hơi bị cao một chút, nhưng mà cái này Trung nghĩ chắc là do mỗi người có một cái form riêng. Nhưng miễn là mấy bạn khi kéo lên, mấy bạn nhớ là phải fill được nó vào cái vai sao ha. Nhớ là vào cái vai sao, nó cũng sẽ ăn một chút nhẹ nhẹ vào gần cái middle, là cái vai giữa là một chút thôi, nhưng mà quan trọng là vẫn là vai sao ha. Đó là bài thứ 3, ok. Sau đó bây giờ chúng ta sẽ qua là FST7 của bài sao. Đó là cái bài face pull knee down, chúng ta sẽ quỳ ha. Các bạn cũng có một cái tip nhỏ với bạn, bài này là FST7 á, là 7 set 80 rep. Các bạn cũng có một cái tip nhỏ với bạn, đó là mấy bạn sẽ quỳ xuống và ngã người ra phía sau, và chúng ta sẽ set cái đặt cái phần cáp chúng ta nó hơi cao lên, chéo với lại cái mặt uốn lên một chút ha. Thì khi chúng ta kéo xuống là nó cỡ ngay trán á, hoặc là gần cái phần chỏm tóc của chúng ta ha. Thì mấy bạn nhớ hold lại, giữ lại một giây lúc cho chúng ta kéo tới kéo vô ha. Như vậy nó sẽ rất là siết cái vai sau. Rất là tốt, và nó nghĩa là chúng ta squeeze lại, chúng ta sẽ giữ lại á. Đó. Giống như Bảo là đi hơi nhanh một chút thôi, nhưng mà giống như mấy bạn nhớ hold lại một giây ha. Một giây sau đó chúng ta sẽ làm như vậy. 8 10 rep. Và sau đó nữa là chúng ta phải pose nha. Cái này là rất là quan trọng. Phase thứ hai chúng ta phải pose. Nghĩa là sau mỗi bài FST7 chúng ta sẽ sau mỗi set của FST7 chúng ta sẽ pose một cái bowl. Thì cái bowl này là bowl side chest, thì nó cũng sẽ làm bơm máu và cái vai sau là cái redo của chúng ta ha, rất là tốt. Thế như bạn làm hai bên, mỗi bên mấy bạn giữ cho Trung 5 giây mỗi bên ha. Thì lát nữa mấy bạn sẽ thấy Trung gồng cái pose đó sau khi chúng ta tập cái bài face pull này. Ok. Và đây bây giờ lúc mà Trung sẽ pose cái vai sau. Các bạn nhớ gồng cái vai sau, đưa cái vai sau ra phía sau rất nó nhiều một chút ha. Như vậy nó sẽ bơm máu vào vai sau rất là tốt. Mục đích cái này là chúng ta sẽ làm tăng cái lượng máu vào trong cơ ha. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục là cái bài face pull này với Bảo. Mấy bạn nhớ là hơi ngửa người ra phía sau ha, Bảo là hơi thẳng người một chút. Và những khi chúng ta quỳ xuống và một cái chân chúng ta đưa lên như vậy để giữ thăng bằng. Thì bạn thử cái tip này ha, chúng thấy nhiều người đứng face pull nhưng mà chúng thấy cái đứng đó nó không có control được tốt bằng cái bài quỳ này. Thì mấy bạn quỳ xuống các bạn sẽ squeeze được cái vai sau. Ok, mấy bạn thử và comment ở dưới cho Trung ha. Ok, và sau đó chúng ta sẽ qua bài Redel Fly. Nhưng mà cái này là chắc là mấy bạn coi vlog của Trung nhiều đã biết, đó là chúng ta sẽ tập trên cái ghế incline, là cái ghế đẩy ngực trên rất là vô. Thì mấy bạn lưu ý giúp Trung là chúng ta sẽ dựng cái ghế đẩy ngực trên lên 30 độ. Nên chúng ta nằm úp cái ngực lên, sau đó là còn cái lúc chúng ta cầm cục tạ đó, chúng ta sẽ cầm vào cái chui của cục tạ. Thì lúc chúng ta raise lên, chúng ta đưa lên thì nó sẽ vào vai sau rất là tốt. Hơn là cái bài mà chúng ta ngồi ép ngực chúng ta vô xuống dưới cái ghế và chúng ta fly lên, thì như vậy nó sẽ nặng, nó sẽ chít, chúng ta sẽ giật cái vai lên nhiều. Nhưng mà cái bài này khi mà chúng ta nằm cái kiểu trên cái ghế incline này là chúng ta sẽ isolate, chúng ta sẽ tách biệt được nguyên toàn bộ cái thân của chúng ta ra so với lại cái bài mà Trung nói. Thì chúng ta chỉ còn sử dụng mỗi cái vai sau với cái cánh tay chúng ta đưa lên thôi, chúng ta không có dùng cái lực trên người. Thì cái ghế incline chúng ta nằm lên như vậy là nó triệt tiêu cái lực ở cái phần thân chúng ta phát ra rồi, nên thành ra là nó sẽ rất là khó để mà dùng nguyên cái thân chúng ta hất cái tạ lên ha. Cho nên cái bài này chúng ta chơi bị tạ rất là nhẹ thôi, mấy bạn chơi vừa phải thôi. Những cái bài fly mấy bạn chơi nặng với sức mấy bạn, chứ không phải là chơi nặng quá sức ha. Nghĩa là ví dụ như cái này Trung chơi bài max của cái bài này là có 10kg thôi đó. Ok, tiếp theo sẽ là bài dumbbell shrug, cũng là FST7 ha. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua FST7 cho cái vai cho cái cầu vai. Mấy bạn thấy được cái cường độ của cái face high rồi ha. Là chúng ta sẽ trong cái ngày vai mà chúng ta có 3 lần FST7 như vậy thì rất là ác mộng. Cho nên là chúng mới nói với mấy bạn là những bạn nào mới thì chúng ta nên thử cái giáo án ở trong cái phần playlist của Trung ha. Ok, thì đây là cái FST7 thì chúng ta sẽ chơi cái bài này chung lưu ý với mấy bạn là mấy bạn khi mấy bạn cầm hai cục dumbbell á, mấy bạn hơi đổ cái người tới phía trước một chút, đừng đứng quá thẳng ha. Thì nó sẽ tác động vào cái upper trap, là cái cầu vai phía trên chúng ta, nó rất là tốt, gần nó tạo ra cái lưng chữ T cho chúng ta đó ha. Thì nó rất là tốt ha. Thì mấy bạn đứng đổ người tới trước ha, sau đó chúng ta sẽ bowl tiếp như chúng nói ở cái phần lúc nãy, ở cái phần vai sau á, là mỗi lần xong FST7 nó sẽ bowl. Chúng ta sẽ bowl, cái này là muscular bowl, chúng ta sẽ gồng cái cầu vai lên hết cỡ và mục đích là đưa máu vào ha.
ok, như các bạn nhớ bao sau mỗi set ha, thì cứ sau 2 set thì chúng ta sẽ lên tạ một lần và chúng ta phải nhớ pause, nhớ giúp chung những cái tip này, nó rất là nhiều cái tip nhỏ trong buổi tập. Thành ra nếu mấy bạn đi tập cái này thì các bạn có thể nốt lại thì để đỡ quên ha, và nhớ gồng nha, chung cũng hay quên gồng lắm. Ok, và sau đó chúng ta sẽ qua bài cuối cùng của cái ngày vai hôm nay là cái bài Smith Behind Back Stroke. Chúng ta sẽ dựa vào cái máy Smith và chúng ta sẽ stroke lên. Thì cái bài này rất là hay và rất là vô ha, các bạn có thể thử giúp chung. Rất là đơn giản thôi, chúng ta sẽ gắn tạ và chúng ta sẽ đứng, cái người chúng ta hơi đổi phía trước. Thì cái tay chúng ta là cầm vào cái máy Smith rồi, thành ra là cái người chúng ta sẽ đổ tới ha. Ok, thì đó là cái ngày vai của chung, thì hy vọng là mấy bạn tập cái ngày vai hiệu quả ha. Ok, và chung sẽ trở lại sớm. Peace out. Hey, yo, what's up mấy bạn? Thì rất là xin lỗi mấy bạn, bữa giờ là chung rất là bận, thực sự rất là bận với cái chuyện đi làm. Thì nên ra vlog rất là trễ, và cái tuần trước thì chung tính là ra vlog rồi, nhưng mà do là cái máy tính là chung cho ba chung mượn mang đi công tác, ra là chung lại để quên mất cái file edit vlog ở trong đó. Và bây giờ tuần này thì công việc lại dồn dập, thành ra là bây giờ chung có mới có thời gian chung edit cái video lại. Nếu như các bạn nào chưa biết thì hiện tại là chung đã có được công việc, đợt chung có phỏng vấn 3 vòng á, thì chung hay quay trên story. Nhưng mà bây giờ chung đã có được việc rồi và chung đi làm cũng được gần 1 tháng rồi, thành ra là đang làm quen với công việc và cũng bắt đầu là có rất là nhiều việc đến do sếp giao. Và hôm nay là thứ bảy và chung vẫn đang đi làm nguyên một ngày thứ bảy và nguyên một ngày chủ nhật luôn. Đó là do yêu cầu của bên công ty, thành ra là cũng không hẳn là ngày tuần nào chúng cũng đi làm, nên thành ra chúng sẽ ráng keep up, là chúng sẽ ráng post video một tuần là một cái video ha. Nếu như là cái này là do chung hứa với bạn thì một tuần một video, nếu chúng có thời gian chúng sẽ ráng edit ha. Hy vọng là mấy bạn cũng vẫn là ủng hộ cái channel của chung, thì tôi biết chung rất là bận nên thành ra là phải cố gắng rất là nhiều để post video lên trên YouTube cho mấy bạn. Ok, thì hy vọng mấy bạn nhớ like, share và subscribe những cái video giúp chung ha, để có cái động lực nhiều hơn để chung mở cái ấy là để chung edit cái video ha. Rất là cảm ơn mấy bạn lại luôn, nói chung là ủng hộ cái channel. Ok, peace out.